Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn học tốt tiếng Anh lớp 10. Để học tốt chương trình tiếng Anh lớp 10, các em cần phải chuẩn bị hai quyển sách. Một, quyển sách học sinh tiếng Anh lớp 10. Hai, quyển sách bài tập tiếng Anh lớp 10. Ở trang bìa 4, các em sẽ có một thẻ cào để vào phần mềm ICBook. Nếu các em chưa có sách, các em có thể truy cập vào trang web icbooks.vn để được hỗ trợ. And the first one, I would like to track in your old lesson. And as you studied in the first period, you studied about some words and some verbs phrases. So now, make sentences with the words or phrases. We have seven words and phrases. You have seven phrases. First one, complete household chores. Second, take out garbage. 3. Do laundry. 4. Shop for groceries. 5. Do heavy lifting. 6. Do washing up. And 7. Be responsible for household finances. And now we have a first one with the words complete household chore. You cover a sentence. Everyone in my family completes household chore equally. Second, with take out garbage, you have a sentence, Nam has to take out garbage every day when the truck's collector comes. With do the laundry, you have a sentence, it does not take him much time to do the laundry because he has a washing machine. With shop for grocery, she often shop for grocery at the supermarket near her house. What does the heavy lifting? My father usually does the heavy lifting and cleans the house. What doing the do the washing up? You have a sentence. He hates doing the washing up after dinner. And what be responsible for the household finances? You have a sentence. My family is responsible for the household finances in my family. And now we come to vocabulary. Now match the words and phrases in the box with their meanings below. You have 8 words. First one is chore. Second one is homemaker. 3. Breadwinner. 4. Groceries. 5. Complete. 6. Laundry. 7. Heavy lifting. 8. Washing up. And in this exercise, you can access to ICBooks to do the exercise. Vocabulary 1. Match the words and phrases in the box with their meanings below. Trong bài tập này, các em sẽ có 8 từ. Các em có từ thứ nhất, chore, là công việc nhà. Từ thứ hai, homemaker, người nội trợ. Breadwinner, người trụ cột. Groceries, tạp hóa hoặc tạp phẩm. Split, chia ra. Laundry, việc giặt quần áo. Heavy lifting, việc nặng. Washing up, việc rửa chén dĩa. Ví dụ, các em đọc câu 1, chore, việc nhà, các em hãy đọc ở phần meanings. Việc nhà của mình sẽ có câu F, a routine task, especially a household one, là một công việc thường xuyên, đặc biệt là một cái công việc trong gia đình. Như vậy, các em match câu 1 với câu F. Ví dụ, các em có câu thứ 2, homemaker. Homemaker là người nội trợ. Như vậy, các em đọc ở phần meaning. Các em sẽ có a person who manages the home and often raises children instead of earning money from a truck. Là một người mà người ta quản lý công việc nhà và thường phải nuôi dạy con cái thay vì việc kiếm tiền. Như vậy, các em sẽ nối câu thứ hai với câu E. Và các em tiếp tục làm bài tập cho đến câu thứ 8. Sau đó, các em bấm vào nút Submit để nộp bài. Nếu các em sai, các em hãy bấm vào nút Try Again để làm lại. Nếu các em sai đến lần thứ 3, các em hãy bấm vào nút Show Answers để kiểm tra câu trả lời.
as you learned in Getting Started, you have some household chore. Now, list all the household chore that are mentioned in the conversation, then add more chores to the list. And you can see you have some chore from the conversation. Prepare dinner, cook, shop for a grocery, clean the house, take out the rubbish, do the laundry, do the washing up, do the heavy lifting, be responsible for the household finances. And you have some another chores. First one, bath the baby, feed the baby, water the house plants, feed the cat or dog, iron the clothes, lay the table for meals. Now, we come to discussion. In this activity, you studied with your partner and discussed two questions. What household chores do you usually do? And two, how do you divide household duties in your family? Trong bài thảo luận này, các em hãy làm việc theo cặp và hãy trả lời hai câu hỏi sau. Những công việc nhà nào mà em thường hay làm? Và làm thế nào em có thể chia sẻ công việc nhà trong gia đình của mình? Pronunciation. We come to the first one. Listen and repeat. And in this activity, you use IC books to do. Pronunciation. Listen and repeat. Trash. Trash. Tree. Tree. Train. Train. Treat. Treat. True. True. Create. Create. Critical. Critical. Cream. Cream. Crane. Crane. Crack. Crack. Breadwinner. Breadwinner. Breakfast. Breakfast. Brown. Brown. Brother. Brother. Brush. Brush. Now, in order to track your pronunciation, we come to listen to the sentence and circle the word you hear. And now, we use IC book to do the activity. 2. Listen to the sentences and circle the word you hear. Trong bài này, các em hãy nghe một từ mà xuất hiện trong câu. 1. Her brother borrowed her motorbike and crashed it. Các em có thể nghe crashed it. Vậy các em chọn crashed. Câu thứ hai. 2. The crane has been there for quite a while. The crane has been there. Như vậy, các em nghe được từ crane, các em chọn crane. 3. I like bread with butter. I like bread with butter. Như vậy, các em nghe chữ bread, các em chọn bread. 4. Is it true that he quit? Is it true? Các em nghe từ true, các em chọn true. Sau đó, các em bấm submit. Now, we come to the final part of language. Grammar. Now look at the screen and answer the question. What is he doing? He's reading books. What is she doing? She's cleaning the house. How often does she clean the house? She cleans the house every day. Now look at two sentences. Now how about the first one? He is reading books. What tense is used in the first sentence? The present continuous. How about the second? She cleans the house every day. So the second is that the present simple. Now,
I reveal you about the form and uses of present simple and present continuous. The present simple, you have a form, subject plus verb, with s or es, if they are the third singular personal pronoun, and plus object. The second is that, with present continuous, subject plus verb in plus object. And how about the uses? The present simple is used to talk about daily habit, routine, and truth. And the present continuous is used to talk about something that are happening or not happening now at the moment of speaking. Thì hiện tại đơn được sử dụng để nói về những thói quen hoặc sự thật. Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để nói về một điều gì đó đang xảy ra hoặc không đang xảy ra ngay tại lúc nói. Now, you have some words you can use in the present simple and the present continuous. What now, at the moment, or presently, etc., you use with present continuous. And usually, always, and every day, you use with present simple. Now, we come to choosing of activity one, grammar. In this activity, you can use IC books to do. Grammar. 1. Read the test and choose the correct verb form. Trong bài tập này, sau khi các em đã ôn tập vào hình thức và cách sử dụng của thì, các em hãy đọc bài và chọn câu trả lời. Mrs. Han is a housewife. Every day, she does or is cooking most of the housework. Như vậy, các em nhìn thấy từ every day, các em chọn does. She cooks or is cooking, washes the clothes and. Như vậy, đây là một hoạt động thường ngày. Vì vậy, các em sử dụng thì hiện tại đơn, các em chọn cooks. And. Và như vậy, phía trước của các em đã có những từ được sử dụng với thói quen cooks, washes and cleans. Sau đó, các em bấm vào nút Submit. Các em tiếp tục về nhà, làm bài tập ở nhà. Now, we come to activity 2. Use the verb in practice in their correct form to complete the sentence. In this activity, you can use IC book to do. And at home, you access to the IC book and do the exercise. 2. Use the verbs in practice in their correct form to complete the sentences. Trong bài tập này, các em hãy sử dụng hình thức đúng của động từ để điền vào mỗi ô trống sau. Ví dụ, câu 1, Mrs. Lan usually do the cooking for the family. Các em có trạng từ usually. Các em có chủ ngữ là ngôi thứ ba suy ích, Mrs. Lan. Như vậy, từ các em điền vào sẽ là does. But she not cook now. Các em có từ now. Vì vậy thì các em sử dụng sẽ là thì hiện tại tiếp diễn. Như vậy các em dùng is not cooking. She wait on an urgent report at the moment. Các em thấy có từ at the moment. Như vậy thì các em sử dụng sẽ là thì hiện tại tiếp diễn. Và các em dùng she is waiting. Các em về nhà, tiếp tục làm bài tập ở nhà và bấm vào nút Submit để kiểm tra phần làm bài tập của mình. Như vậy là các em đã hoàn thành tiết thứ hai Language. Các em về nhà, nhớ làm bài tập ở nhà, Exercise 2 at page 8. Các em chuẩn bị bài Reading. Trong phần Reading, các em sẽ học làm thế nào để chia sẻ công việc nhà trong gia đình. Các em đừng quên truy cập vào trang web icbook.vn để làm bài, luyện tập và tự đánh giá khả năng của mình. Chúc các em thành công!